vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong clip này sẽ có các hình ảnh thi công nút giao An Phú. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công xây dựng nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức. Cụ thể, kể từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8, nút giao Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ sẽ bị chiếm dụng một phần mặt đường để thi công các đốt hầm kính thuộc dự án xây dựng nút giao An Phú. Cấm các loại xe trên làn đường hỗn hợp từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường Đồng Văn Cống. Lộ trình thay thế, các phương tiện sẽ đi thẳng, sau đó quay đầu tại giao lộ đường Mai Chí Thọ, đường D, một khu dân cư văn minh. Từ đây có thể di chuyển các hướng đi Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, việc chiếm dụng nút giao Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ phục vụ thi công đốt hầm kính của nút giao An Phú. Từ đây giúp đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao An Phú, hoàn thiện giao thông tại đây. Trong thời gian nới rộng rào chắn để xây dựng nút giao An Phú, chủ đầu tư cũng rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ người dân để dự án có thể xây dựng thuận lợi, hoàn thành đúng thời gian dự kiến. Nhưng cũng cần sự nỗ lực rất lớn từ các nhà thầu, thi công đúng tiến độ để xóa bỏ ùn tắc ở khu vực này. Trong video là hình ảnh của cầu Dòng Ông Tố, tiến độ thi công cũng khá nhanh, dự kiến hoàn thành vào 2 tháng 9 năm 2024. Giao An Phú là một trong những nút giao phức tạp nhất Sài Gòn, với lưu lượng xe container rất lớn, ước tính 20.000 lượt mỗi ngày. Là cửa ngõ phía đông thành phố, giúp lưu thông hàng hóa đi cảng Cát Lái, cùng là cửa ngõ kết nối thành phố với hệ thống cao tốc Bắc Nam. Khu vực thi công hầm chui ở giao lộ Mai Chí Thọ và cao tốc, các đơn vị thi công cũng đã phân luồng giao thông mới để phục vụ thi công các đốt hầm kính. Gói thầu dự kiến hoàn thành cuối tháng 6 2025. Cầu Bà Giạc hiện hoàn thành 80% mặt cầu, đang được thi công mố cầu, nhánh cầu và đường đầu cầu. Dự kiến gói thầu hoàn thành cuối tháng 6 tới. We'll be right back.
vực đường Lương Định Của vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, tuy nhiên đã thấy có rào chắn và biển hiệu công trình xây dựng cầu vượt. Hiện tại đã cho phép xe ô tô rẽ phải vào hướng đường song hành cao tốc từ đường Mai Chí Thọ, giúp giảm tải được phần nào ùn tắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!